một bị can liên quan đến Trang Nemo qua đời. Cục Di sản khẩn trương xác minh sắc phong Việt Nam bán đầu giá ở Trung Quốc. Lùm xùm vụ mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan có thể khởi kiện ra tòa xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo điện tử dân Việt. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian qua cái tên trang Nemo xuất hiện không ít trên các mặt báo và trang mạng xã hội, nổi lên là một hot girl livestream bán quần áo. Thế nhưng có lẽ câu sinh nghề từ nghiệp đúng với trường hợp của trang. Chỉ vì Mâu Tuấn bán hàng online, trang Nemo hẹn Trần Nguyễn Trà My tới cửa hàng của mình để giải quyết trong lúc nói chuyện Trang cùng nhân viên đánh người và gây mất an ninh trật tự. Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc, một bị can liên quan đến Trang Nemo đã qua đời và công an quận 1 đã quyết định đình chỉ điều tra đối với người này. Cụ thể trước đó và cuối năm 2022, Tòa án Nhân dân quận 1 đưa Trang Nemo và 4 đồng phạm ra xét xử nhưng đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, Nguyễn Phước Tuấn qua đời. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân người này tử vong là do hen phế quản và sử dụng methamphetamine ma túy tổng hợp. Ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Tuấn. Theo cáo trạng do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Hà Mi trong việc bán hàng online, nên trang hẹn gặp Mi tại cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16 tháng 1. My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài. Khoảng 15 giờ khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh. Toàn bộ sự việc được Trang live stream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng Trang Nemo. Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự. Sau đó Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh thương tích 3%. Thưa quý vị, vụ việc nhiều sắc phong của Việt Nam bị mang ra đấu giá trên các diễn đàn ở Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Liên quan đến vấn đề này, ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Di sản Văn hóa đã chính thức lên tiếng. Theo đó, Cục Di sản Văn hóa vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố để làm rõ thông tin. Chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền vừa ký công văn số 309 DSVHDT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, đề nghị phối hợp, khẩn trương xác minh tính xác thực của các sắc phong hiện đang giao bán trên, có nguồn gốc tại các di tích, bảo tàng và các địa điểm liên quan ở địa phương. Cục Di sản Văn hóa nêu, trên website của công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh Phách Mại Hữu Hạn có đăng tải thông tin vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 năm 2023, tại khách sạn Majesty Plaza Thượng Hải sẽ diễn ra phiên đấu giá với tên gọi là Giấy Cũ Phồn Hoa, Lịch Sử Văn Hiến và Bằng Sắc Trăm Năm. Ký hiệu phiên đấu giá là S23041. Hiện vật đấu giá là 672 món đồ bằng giấy, trong đó có đạo sắc có khả năng là hiện vật gốc, nguồn gốc của Việt Nam, có số thứ tự từ 2243 đến 2254, bao gồm sắc phong đã có tại xã Dị Đậu, huyện Tam Đông, tỉnh Phú Thọ. Về sự việc này, Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh thu thập và cung cấp các thông tin pháp lý về sắc phong, bao gồm hình ảnh, kích thước, chất liệu và các văn bản pháp lý có liên quan việc mất cắp sắc phong, đơn trình báo mất cắp, hình ảnh, biên bản và các hồ sơ liên quan đến vụ việc mất cắp sắc phong này. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để phối hợp, làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan về giải pháp hồi hương cổ vật về di tích cốc, bảo tàng và các địa điểm liên quan theo nội dung Công ước UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa mà Việt Nam tham gia. Cục Di sản Văn hóa cũng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh phối hợp chặt chẽ trong quá trình xác minh tính xác thực của các sắc phong, xây dựng hồ sơ chứng minh nguồn gốc sắc phong từ các di tích, bảo tàng và các địa điểm liên quan ở địa phương. Đồng thời đề nghị các sở triển khai thực hiện và báo cáo đầy đủ gửi Cục Di sản Văn hóa trước ngày 17 tháng 4 để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Ngày 12 tháng 4, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận đã nắm được thông tin các sắc phong được giao bán ở Trung Quốc và đang xác minh thêm từ các địa phương. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị lãnh sự quán ở Thượng Hải Trung Quốc xác minh thêm thông tin, sau đó mới có các giải pháp tiếp theo. Mới đây, diễn viên Ngọc Lan vừa phát trực tiếp livestream trên Facebook, vừa ấm ức khóc nức nở, khẳng định đã bị tư vấn mập mờ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Sự việc của diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người mua bảo hiểm lo lắng và trên các trang mạng xã hội những ngày qua, chủ đề bàn về loại hình bảo hiểm này đang được rất nhiều người quan tâm bình luận. Cụ thể về vụ việc, theo chia sẻ của diễn viên Lan Ngọc, 3 năm trước, cô đã mua bảo hiểm cho mình và con trai, tổng mức phí 700 triệu đồng một năm. Do tin tưởng người tư vấn nên cô đã ký hợp đồng và nghĩ rằng sau 10 năm sẽ nhận cả gốc và lãi là 10 tỷ đồng, bao gồm cả 7 tỷ đồng tiền gốc và 3 tỷ đồng tiền lãi cộng thêm. Tuy nhiên gần đây cô mới biết hợp đồng của mình có thời hạn lên đến 74 năm và của con trai là 42 năm. Bên cạnh đó, do hợp đồng còn bao gồm nhiều khoản bảo hiểm khác đi kèm, nên số tiền mà cô có thể nhận về sẽ ít hơn rất nhiều so với dự kiến. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng đại diện văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, trong nội dung tranh chấp này, khách hàng cho rằng mình chỉ thỏa thuận ký hợp đồng trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, hợp đồng lại thể hiện 74 năm. Trong trường hợp này, khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ngồi lại với nhau để thỏa thuận, thương lượng về những nội dung trong hợp đồng, cũng như khách hàng phải tìm hiểu kỹ những nội dung trong hợp đồng mà mình đã ký kết. Trong trường hợp hai bên không thương lượng, thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, họ có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng. Luật sư Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, hợp đồng kinh doanh bảo hiểm là loại hợp đồng thực sự Việc giao kết kinh doanh hợp đồng bảo hiểm sẽ căn cứ vào quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022. Theo đó, điều 15 của Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định bảo hiểm tự nguyện bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm về sức khỏe, bảo hiểm về tài sản, bảo hiểm về thiệt hại và bảo hiểm về trách nhiệm. Theo luật sư Cường, các loại bảo hiểm chia thành hai nhóm: bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm hai bảo hiểm: bảo hiểm về nhân thọ và bảo hiểm về sức khỏe còn bảo hiểm phi nhân thọ sẽ bảo hiểm về tài sản, về trách nhiệm và về thiệt hại. Trong vụ việc này, luật sư Cường phân tích cơ quan chức năng nếu đưa ra tòa án để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự thì tòa án sẽ xem xét là hợp đồng dân sự này có hiệu lực pháp luật hay không. Trong trường hợp nếu hợp đồng có hiệu lực pháp luật, bắt buộc các bên phải thực hiện theo nghĩa vụ hợp đồng. Luật sư Cường phân tích, hợp đồng bảo hiểm cũng là một trong các loại hợp đồng dân sự. Để một hợp đồng có hiệu lực pháp luật, đòi hỏi có các yếu tố Thứ nhất về mặt chủ thể. Theo đó, chủ thể phải có năng lực trách nhiệm pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Còn bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm phải có đăng ký kinh doanh, phải có chức năng kinh doanh bảo hiểm và khách hàng mua bảo hiểm phải có năng lực dân sự và năng lực hành vi. Cùng với đó, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật, đạo đức xã hội và hợp đồng không thuộc trường hợp bị lừa dối, bị đe dọa hoặc các trường hợp khác khiến giao dịch dân sự vô hiệu. Ở đây khách hàng đang cho rằng mình bị lừa dối, bị người tư vấn bảo hiểm lừa dối. Tuy nhiên nếu trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, theo luật sư Cường, khách hàng phải chứng minh rằng mình bị lừa dối bằng các chứng cứ hợp pháp thì cơ quan chức năng mới có thể thừa nhận. Luật sư Cường nói, ở đây có thể nói rằng thời hạn hợp đồng nhân thọ 74 năm thực ra không phải là lạ. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể có thời hạn tới 99 năm, 77 năm, 80 năm chứ không chỉ là 74 năm. Tuy nhiên chúng ta phải xác định thời hạn bảo hiểm với thời hạn đóng tiền có thể khác nhau. Cùng với đó theo luật sư Cường, với loại bảo hiểm bảo vệ thì thời hạn dài không phải là vấn đề quan trọng. Trong quá trình đó, người mua bảo hiểm được bảo vệ trong thời hạn hợp đồng. Với bảo hiểm nhân thọ, trong trường hợp kéo dài mà người mua bảo hiểm tử vong khi chưa hết hạn bảo hiểm quyền lợi được thỏa thuận như thế nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Trong vụ việc này, luật sư Cường cho rằng cần phải xem xét loại hợp đồng bảo hiểm này là loại hợp đồng nào và các nội dung cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên và trách nhiệm của các bên như thế nào. Đồng thời xem xét làm rõ các trường hợp loại trừ bảo hiểm, có trường hợp này hay không, hoặc trường hợp đơn phương chấm dứt thì quyền lợi của người mua như thế nào. Nếu trong trường hợp hợp đồng có hiệu lực pháp luật, không có yếu tố lừa dối, không trả pháp luật đạo đức xã hội và các chủ thể đều thỏa mãn các điều kiện, thì lúc đó phần thua thiệt thuộc về khách hàng khi khách hàng đã không đọc kỹ bảo hiểm trước khi ký. Luật sư Cường nói, bảo hiểm là lĩnh vực riêng đặc thù. Trước khi ký vào hợp đồng bảo hiểm, khách hàng cần phải tìm hiểu kỹ tất cả các nội dung điều khoản có trong hợp đồng. Nếu nội dung nào không hiểu thì hỏi người tư vấn, thậm chí có thể hỏi người khác. Luật sư Cường cũng chia sẻ một số điều lưu ý. Cụ thể theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời hạn 21 ngày nếu thấy hợp đồng đó không phù hợp với mình. Và một lưu ý nữa các doanh nghiệp bảo hiểm có rất nhiều gói bảo hiểm khác nhau có thể có những gói bảo hiểm về tính mạng bảo hiểm về sức khỏe bảo hiểm về rủi ro thậm chí có những gói bảo hiểm về đầu tư kinh doanh tuy nhiên khách hàng khi mua bảo hiểm cần lưu ý phải hướng đến câu chuyện rủi ro nếu chúng ta gặp rủi ro chúng ta được công ty bảo hiểm hỗ trợ như thế nào nếu chúng ta muốn hướng đến lợi nhuận chúng ta có thể có nhiều kênh đầu tư khác nhau chứ không phải chỉ hướng đến bảo hiểm mà bảo hiểm ở đây chỉ nhằm tới mục đích là giảm thiểu rủi ro bảo đảm cuộc sống của chúng ta khi có rủi ro phát sinh. Bởi vậy trong trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ. Tiếp tục bản tin sẽ là một số tin tức về an ninh trật tự mới nhất. Thưa quý vị, vài ngày trước, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đi SH cướp giật tập tiền của nhân viên cây xăng tại cây xăng ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu đã gây xôn xao dư luận. Đa số bình luận đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi táo tợn, liều lĩnh của cô gái này. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã ngay lập tức vào cuộc và điều tra, bắt giữ cô gái này. Tại cơ quan công an, bước đầu người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo đó, ngày 1 tháng 4, thông tin từ cơ quan điều tra công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Thảo, 32 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cơ quan công an, vào chiều tối ngày 10 tháng 4, Thảo đi xe máy SH đến cây xăng để mua xăng. Khi nhân viên trả lại tiền thừa cho mình, thấy vắng người, Thảo giật tập tiền của người này rồi tăng ca bỏ chạy. Nhân viên cây xăng đã giật lại được tập tiền nên Thảo không thực hiện được ý định. Sau khi gây án, Thảo về cậy tấm thạch cao trên trần nhà để cất giấu bộ quần áo đã mặc khi gây án. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vốn dĩ khi sinh ra, không ai có lòng tham. Nhưng rồi theo thời gian, Lòng tham, sự ích kỷ của con người lại có cơ hội nảy sinh. Giống như trong trường hợp tại Đông Anh, Hà Nội mới đây, là một người phụ nữ kế toán của một công ty, thế nhưng đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Thủ đoạn tinh vi của đối tượng này là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi ngay sau đây. Cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiên Tường Linh, sinh năm 1985 chú tại Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra từ năm 2010 đến tháng 4 năm 2019, Linh là nhân viên kế toán đội xây lắp lưới điện 8 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4 ở huyện Đông Anh. Quá trình làm việc, Linh thường xuyên mời gọi cán bộ, nhân viên công ty và một số người dân trên địa bàn huyện Đông Anh đầu tư góp vốn kinh doanh hạt điều, hồ tiêu, cà phê xuất khẩu. Để tạo dựng niềm tin, Linh xây dựng hình ảnh là một người có nhiều nhà đất ở huyện Đông Anh. Sau khi gom được tiền, Linh đã bỏ trốn. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là trên 10 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiên Tường Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 24 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối với Linh. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiên Tường Linh. Cơ quan công an thông báo, người dân nếu phát hiện đối tượng có thể báo ngay cho công an huyện Đông Anh, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị, tưởng chừng như dịch bệnh COVID-19 đã lắng xuống tại Việt Nam. Thế nhưng những ngày gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục ghi nhận số ca mắc mới với nhiều ca chuyển nặng. Người dân cả nước không khỏi lo lắng khi dịch bệnh lại tiếp tục hoành hành, ảnh hưởng đến cuộc sống. Trong bối cảnh này, mới đây Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi đến các địa phương, trong công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị các địa phương thúc đẩy tiêm vaccine COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để kế hoạch được triển khai một cách quyết liệt. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, địa phương cần chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Địa phương cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người. Đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Theo ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, dịch bệnh COVID-19 xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua, từ ngày mùng 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023, cả nước ghi nhận 639 ca mắc COVID-19, trung bình 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca, chiếm 30,2% số mắc mới số ca nhập viện cũng xu hướng gia tăng. Số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận từ 1 đến 2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Cuối bản tin là một số thông tin về nông nghiệp trong nước. Thưa quý vị, với xuất phát điểm thấp, nhưng thời gian qua, xã 30A Tân Lập, huyện Bắc Quang, Hà Giang đã và đang nỗ lực vượt bậc phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2024. Bên cạnh các kết quả đáng khích lệ, xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự đầu tư hơn nữa từ nhà nước để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã Tân Lập đã huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân bắt tay vào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã Tân Lập hoàn thành 9 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, gồm thủy lợi, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, lao động, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, các tiêu chí xã Tân Lập đạt được đa phần là những tiêu chí mềm, ít cần nguồn lực, còn các tiêu chí như giao thông, cơ sở hạ tầng, thu nhập được đánh giá là các tiêu chí khó thực hiện do khả năng huy động nguồn lực tại chỗ hạn chế, thu nhập bình quân của người dân vẫn ở mức thấp. Tình toàn là đi đi lại là lúc trời mưa mưa lên đấy là đi lại đường nó khó, đi lại nó chân, tình vẫn bị ngá chứ tạt lú nhiều là đi lại khó lắm năm ngoái có khi còn mấy ngày không ra được ấy. bây giờ ước sao là nhà nước đâu đầu tư có công ty nào đầu tư làm một cái đường bê tông không tuyến từ tân lập này lên cổng trời này đi lại còn cho dễ dàng cho người dân đi lại do kinh tế các hộ dân còn khó khăn nên kho đổ bê tông làm đường nhà nước chỉ hỗ trợ xì măng còn đâu người dân góp sức góp của dù tổ chức nhiều cuộc họp và vận động, nhưng điều kiện của nhân dân trong xã còn hạn chế, nên việc triển khai chương trình cũng còn gặp không ít khó khăn. Hiện tại thôn Khát Thượng còn 7 km để thực hiện đường bê tông hóa nông thôn. Người dân hiện nay là gặp rất là khó nhiều khó khăn. Mong muốn được các cấp cũng như có cái chính sách hỗ trợ cho người dân nơi đây để thực hiện uh, tuyến đường uh, bê tông Đối với người dân uh, để xã hội hóa ấy, thì không thể uh, Làm được cái tuyến đường dài như vậy Mong muốn được uh, có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân để Có tuyến đường đi lại cho thuận tiện Để phát triển kinh tế xã hội như là giao thông giao lưu vốn bán hoàng hóa thuận tiện. Năm 2023, xã Tân Lập đặt ra mục tiêu hoàn thành 3 tiêu chí đó là tiêu chí số 1 quy hoạch, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sau nhiều năm thực hiện nông thôn mới thì sự vào cuộc tích cực của người dân, đặc biệt là sự tham gia của người dân và người dân là chủ thể trong cái xây dựng nông thôn mới. Và công tác tuyên truyền của huyện làm cũng tương tốt cho nên là người dân đã tích cực tham gia và có đóng góp ủng hộ nguồn lực để xây dựng cái chương trình nông thôn mới của huyện. thì bên cạnh những cái cái thuận lợi trong quá trình thực hiện ấy thì chúng tôi cũng thấy rằng có một số cái khó khăn. mặc dù thì là một cái huyện vùng thấp có điều kiện phát triển về kinh tế nhưng tuy nhiên thì so với mặt bằng chung đặc biệt là các cái tỉnh miền xuôi ấy thì bắc quang cũng rất khó khăn về trong cái vấn đề về nguồn lực xây dựng nông thôn mới hiện nay thì chúng tôi tính rằng là để mà hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì tổng mức đầu tư mà theo cơ chế chính sách ấy, thì chúng tôi dự kiến có khoảng sấp xỉ một tỷ thì trong đó thì chương trình nông thôn mới và theo của trung ương hiện nay đang hỗ trợ ấy, thì nó đáp ứng được khoảng độ được khoảng ba phần ngoài ra thì chúng tôi cũng lồng ghép cái chương trình 88 tám của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi và chương trình giảm nghèo thì cũng khoảng được khoảng 50 phần trăm cái số còn lại là 50 phần trăm thì phải huy động từ các nguồn lực của tỉnh và đặc biệt là sự có sự tham gia người dân cái đấy là cái mà chúng tôi là thấy có rất, là khó khăn cái thứ hai nữa là Bắc Quang thì ở một số xã vùng sâu vùng xa do cái điều kiện khí hậu thời tiết này rồi cái việc phân bổ dân cư cho nên là cái mật độ dân nó ít cho nên là khi xây dựng các cái tuyến đường ấy, mà, mà có chiều dài thì có thể là tính đến hàng chục km nhưng mà cái số lượng dân ở rất là ít cho nên cái sự huy động nó cũng khó để hỗ trợ thì nó rất là khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2024, xã Tân Lập đang tập trung triển khai kế hoạch đặt ra theo từng năm. Những tiêu chí dễ làm, không cần nhiều vốn thì xã vận động tuyên truyền để có sự vào cuộc của người dân. Còn những tiêu chí liên quan đến xây dựng, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, điện, hay trường học lại phải cần nguồn lực lớn. Đây cũng là những nhu cầu thiết yếu để người dân có đủ điều kiện phát triển kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ, hãy để lại dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.